Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mến chào quý vị Phật tử trên trang Facebook Chùa Tâm An. Chúng ta biết thời gian vừa qua, vì tình hình dịch bệnh Covid diễn ra rất phức tạp, làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội cũng như đời sống tu tập của tất cả quý vị. Chúng ta không thể về chùa tụng kinh, sám hối và tham dự các khóa tu như thường lệ. Cho nên hôm nay Sư Cô lên trang Facebook của chùa để tụng kinh, phương tiện cho quý vị dù đang ở nơi đâu làm gì cũng có thể nghe được lời kinh tiếng kệ, nhằm nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, và quan trọng nhất là mong thời gian sớm nhất sẽ tìm ra được vắc xin để phòng chống cũng như điều trị được căn bệnh này. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị có một thời kinh thanh tịnh an lạc. Sư cô nhắn nhủ thêm, nếu quý vị muốn nghe tụng kinh gì và có những thắc mắc gì về vấn đề tu tập, xin quý vị để lại bình luận bên dưới hoặc nhắn tin vào trang Facebook của chùa Tâm An. Sư cô sẽ cố gắng giải đáp dựa trên kinh điển của chư Phật chư Tổ để lại cũng như sự hiểu biết của bản thân mình, nhằm cho giúp quý vị ngày càng mở mang được kiến thức Phật pháp hơn nữa. Kính chúc quý vị thân an tâm lạc, luôn có một đời sống tu tập dưới sự gia hộ của chư Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào thời trì tụng kinh Phổ Môn, nguyện cầu tha lực của Ngài gia hộ cho chúng con được ngày an lành, đêm an lành, sáu thời an lành. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Đấng Pháp Vương Vô Thượng Ba Cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người cha lành, chung bốn loại quy y trong một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan thắng, ức kiếp không cùng tầng. Phần chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đế châu vi đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trường bao tòa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thế nguyện quy y, chi tâm đảnh lễ. Phật tôn pháp hiền thánh tăng thương trú tam bảo, chi tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lòng hoa giáo chủ Di Lăng tôn Phật đại lời Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, chi tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
là dạng ta bài ha na ra gắn trì bằng đà ra dạ ta bài ha ma ba lời thân kiết ra dạ ta bài ha nam mô hắn ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a đề dạ bà lô kiên đế thức bằng ra dạ ta bài ha an thân điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bài ha an thân điện đô mạng đa ra bằng xà dạ ta bài ha mạng đa đa văn xà dạ ta bài ha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật pháp vi diệu rất sâu vô thượng trăm nghìn gặp nay nam tỳ nghe được nội trì nguyện hiểu nghĩa chân thần của Như Lai nam mô pháp hoa hội thượng Phật Bồ Tát nam mô pháp hoa hội thượng Phật Bồ Tát Phật nói kinh diệu pháp liên hoa phẩm quan thế âm Bồ Tát phổ môn bạch hỏi sở nhân lúc bấy giờ ngài vô tận nghi Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịnh áo bày vai hậu chắp tay hướng Phật mà bạch rằng Thế Tôn ngài đều đặng giải thoát nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặng vì do xứng hoại thần của Bồ Tát nay vậy nếu bị nước lớn làm trôi xứng danh hiệu Bồ Tát này liền đặng chỗ cạn nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc lưu ly xa cự mà não vào trong biển lớn giả sử do lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tầm nơi nước quỷ là xa trong ấy nếu có nhân đến một người xứng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thời cả người đó đều đặng than khói nạn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm nếu lại có người sanh sẽ bị hại xứng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thời giao gậy của người cầm liền gây tấn công mà đặng thoát khỏi nếu quý giả xoa cùng la sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên muôn đến hại người nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thời ca quý giữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người huống lại làm mãi đặng giờ lại có người hoặc có tội hoặc không tội không cũng xiềng xin trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này đều đức ra liền đặng qua khỏi nêu kẻ quán tặng đầy trong cõi tam thiên đại thiên có môn vị thường vô văn các người buồn đem theo nhiều của bao trải qua nơi đường hiểm trở trong đó có môn
xướng rằng các thiện nam tử cho nên sợ sợ các công nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem phá vô ủy thi cho chúng sanh các công, nếu xưng danh hiệu thời sẽ đặng thói thoáng thân này. Các người buông nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng qua cõi vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát độ xưng ai trần gạo lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lầm dâm dục thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng hy dục. Nếu người nhiều giận hơn thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng giận. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si. Vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có những xứng hoài thần lớn nhiều lợi ích ra như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng thương nhớ tai hoài. Tại hai điều cầu, nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát liền sanh con trai phước đức trí huệ, giả sử muốn cầu con gái liền sanh con gái có tướng xinh đẹp. Trước đã trong cõi phước đức mọi người đều kính mến vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có xưng thần như thế. Do sanh công đức lễ niệm, nếu có chúng sanh cung kính lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát thời phước đức chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người thọ trì danh tự của 62 ứng hằng ngà sa Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống nghi phục dường năm thuốc thang ý. Ông nghĩ sao công đức của người thiện nam tự tiền nữ nhân đó có nhiều chăng? Phổ tận ý thơ bánh thế đó rất nhiều vẫn nói nhiều lời. Có người thọ trí danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nhận đến một thời lễ lạy cúng dường đời phước của hai người đó bằng nhau không cá trong trăm nghìn muôn ứng kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phước đứng lợi ích như thế. 19 loại thuyết pháp ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bành phần rằng Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi ta bà như thế nào, nói pháp cho chúng sanh như thế nào, xứng phương tiện biện đó thế nào. Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đằng độ thoát thời, Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân duyên giác đặng độ thoát liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân thanh văn đặng độ thoát liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân phạm phương đặng độ thoát liền hiện thân phạm phương mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân đế thánh đặng độ thoát liền hiện thân đế thất mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân tự tại thiên đặng độ thoát liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân đại tự tại thiên đặng độ thoát liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân thiên đại tướng quân đặng độ thoát liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân tỳ xa môn đằng đố thoát liền hiện thân tỳ xa môn mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân tiểu phương đằng đố thoát liền hiện thân tiểu phương mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân trưởng giả đằng đố thoát liền
nghiện thân trương giả, mà vì đó nói pháp người đang dùng thân cư sĩ đồng đổ pháp liên hiến thân cư sĩ, mà vì đó nói pháp người đang dùng thân tế quan đồng đổ thoát liên hiến thân tế quan, mà vì đó nói pháp người đang dùng thân bà la môn đồng đổ thoát liên hiến thân bà la môn, mà vì đó nói pháp người đang dùng thân bà thân tu bà di đầm đổ thoát liền hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni ô bà thân tu bà di, mà vì đó nói pháp người đang dùng thân phụ nữ của trường giá cư sĩ tế quan bà la môn đằng đổ thoát liền hiện thân phụ nữ, mà vì đó nói pháp người đang dùng thân đồng nam đồng nữ đằng đổ thoát liền hiện thân đồng đồng nữ, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân trời rồng dạ xoa càng tất bà a tu la ca đầu la khẩn na la ma hậu la giả nhân cùng phi nhân đặng độ thoát liên điều hiện ra, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân chấm kim cang thần đặng độ thoát liền hiện chấm kim cang thần, mà vì đó nói vô tận nghĩ quán thế âm bồ tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thân chúng sanh, cho nên các công phải một lòng cúng dường quán thế âm bồ tát. Quán thế âm đại bồ tát đó ở trong cho nạn khắp xa xôi hay ban sự vô quý, cho nên cõi ta ba này đều gọi ngài là vị thi vô dường. Vô tận nghĩ bồ tát bình phật thế tôn, con nay phải cúng dường quán thế âm bồ tát a, liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị trăm nghìn lượng vàng đem trao cho ngài quán thế âm a, nói rằng xin ngài nhận chuỗi trân bảo pháp tỷ này. Khi ấy quán thế âm bồ tát chẳng chịu nhận chuỗi, ngài vô tận nghĩ lại thưa cùng quán thế âm bồ tát rằng xin ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này, bây giờ phần bảo quán thế âm bồ tát công nên thương vô tận ý bồ tát này và hàng thứ chúng cùng trời rồng dạ xoa càng thác bà a tu la ca lâu la cấn na la ma hậu la giả nhân và phi nhân vân vân, mà nhận ngọc đo tấn thời quán thế âm bồ tát thương hàng tự chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần, một phần dân đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dân pháp của Phật Đa Bảo. Vô tận ý quán thế âm bồ tát có sức thần tự tại như thế, giao đi nơi cõi ta bà trùng tụng lúng đó, ngài vô tận ý bồ tát nói kệ hỏi Phật rằng thế tôn độ tư tốt, còn nay lại hỏi kia phần tử nhân duyên gì, tên là quán thế âm mà đấng đầy đủ tương tốt. Kệ đáp vô tận ý âm nghe hạnh quán âm mà khéo ưng các nơi chỗ thề rộng sâu như biển, ban hầu nhiều nghịch đức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn. Ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng lúc qua hay gì khổ ca cõi gia xứ sanh lòng hại số rớt hầm lửa lớn do sức niệm quán âm, hầm lửa biến thành áo hoặc trôi dạng biến lớn. Nàng quỷ cá rồng mà do sức niệm quán âm mà sống mòi chẳng chìm đắng hoặc ở chót tu gì bị người xô rớt xuống, do sức niệm quán âm mà như mặt nhật treo không hoặc bị người giữ rượt rơi xuống núi kim càng, do sức niệm quán âm mà chẳng tổn đến mấy lòng hoàng gặp quán tận vây, đều cầm dao làm hại do
xứng niệm Quan Âm mà đều liền sanh lòng lành quan bi khổ nạn của khi hành hình xâm chết ta do xứng niệm Quan Âm giao liền gây từng đoạn ấy quan tố tâm siêu sinh tay chân bị không cung mà do sức niệm Quan Âm tháo ra đằng giải thoát ca nguyện rủa ca thuốc độc muôn ai đến thân đó do xứng niệm Quan Âm trở hại nơi bốn nhân hoàng gặp la sát dữ rồng động các loại quỷ do xứng niệm Quan Âm liền đều không dám hại phận thu giữ bấy quanh nạnh vốn nhọn đang sợ do xưng niệm Quan Âm bội vàng bỏ chạy thẳng rắn độc cùng bò cạp hơi độc khói lửa đốt do xưng niệm Quan Âm theo tiếng tớ bỏ đi mây sấm nổ xét đánh tuôn nháo soi mưa lớn do xưng niệm Quan Âm liền đặng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ ánh vô lượng khổ bức thân Quan Âm xứng tri diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ xứng thần thông rộng tu trí phương tiện ca cõi nước ca mười phương không cõi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quỷ súc sanh sanh gia bệnh chết khổ liền điều khiển dứt hết chơn quán thanh tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thường nguyện thường chiêm ngưỡng sáng thanh tịnh không nhớ quê nhờ và gắn tối hay phụng tay gọi lửa cắm soi sáng thế gian lòng bị rắn như sâm cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sờ sệt do sức niệm Quan Âm cầu quán đều lui tan diệu âm quán thế âm phạm âm hải triều âm tiên hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 cha sanh nghi Quan Âm bậc tịnh thánh nơi khổ nào nạn chết hay vì làm nương cây cả công đức ca mắt lành trong chúng sanh biển phước lớn không lường cho nên phải đành lễ bây giờ ngài trì địa bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến chưa phân bệnh rằng thế tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm quan thế âm bồ tát đạo nghiệp tự tài phổ môn tiền sanh thân thông này tài phải biết công đức người đó chẳng ít lung phận nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác kinh diệu pháp liên quan phẩm phổ môn quán thế âm bồ tát chơ ngôn bi cản đa rị đốt đa rị đôn đốt đa rị ta bài hai ác đa rị đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốt đa rì ta bài ha lụng từ đại minh chân nguồn ác ma ni bác di hồng ác ma ni bác di hồng ác ma ni bác di hồng phổ môn tiền tu phổ tâm thanh từ bi thi pháp độ mê tăng tâm đảnh lễ Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Pháp Quảng Thế Nguyện. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quán Âm Như
tâm đến lễ Nam Mô Trụ Ta Bảo Minh Giới Quang Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ A Nguyện. Nhất tâm đến lễ Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quang Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Ma Nguyện. Nhất tâm đến lễ Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu Quang Âm Như Lai Cam Lộ Sai Tâm Nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quang Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Trụ Già Tuần Vô Tổn Hoại Quang Âm Như Lai Thế Nguyện Tam Lệ Bái Quang Âm Như Lai Gia Tòa Giải Thoát Nguyện. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hại Quang Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Nhân tâm đảnh lễ Tiền Trạng Phán Hậu Bảo Tây Quang Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quang Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nhân tâm đảnh lễ Quả Tu Tâm Nhi A Nguyện. Quang Âm Đại Sĩ Vô Hiểu Biên Thông Tập Nhị Đại Nguyện Tề Quang Tâm Khổ Hải Khiếm Từ Phong Phổ Tế Tâm Dung Sát Sát Hiện Vô Cùng thì cô không trung vô sấm vô tọ tướng hành thân vô nhãn nhĩ thị tiệt thân ý vô sấm thanh hương vị xung pháp vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới vô vô minh diệu vô vô minh tận nại trí vô lo tờ diệt vô lão tử tận vô cổ tâm diệt đạo vô trí diệt vô đăng di vô sở đăng quay ngài vô quay ngài có vô hồ cũng vô biến ly điên đạo mong tượng tu canh niết bàn tam thế chư phật ni ba nhã ba la mận đa
Tà ma quỷ báo cùng điên niệm
mạnh liền khôn ngoan, bao rừng cọp rắn nghênh ngang, niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. Tôi đồ ngục tôi khảo tra, Quán Âm tượng niệm tà ra nhẹ nhàng, bị trù bị im mê mang, Quán Âm niệm niệm vãi vang tinh bình. Tay cầm bầu nước tinh bình, tay cầm dành liệu quang minh thân vàng, cam lộ rơi khắp thế gian, tốt tươi mát mẹ mười phương thanh nhàn. Quang Âm cứu hết tai nạn, độ đời an lạc mười phương thái bình. Quang Âm niệm đạo độ mình, Oh.
Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện Quang Âm Đề hiện thuyết pháp độ sanh lâm nạn xưng danh tâm thính cứu khổ thiền từ phổ độ nhân thiết các chuyên tất giải tiêu diệt hiện tiền năng tư thời vô tiền tiểu chi tai bác tiết hậu trùng lai chi khánh gia đình hưng thành quyến thuộc tăng phước hoàng duyên phẩm giới nhân thiên tề thành phận a đạo từ quý phần đương nguyện chúng sanh thể giải thái đạo phán môi thương tâm từ từ quý tâm được nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhận tiên vô ngại nguyện đem công đức